Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kinh doanh và pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài tiếng nói Việt Nam và công ty Alo phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, Vừa qua, nhiều chính sách mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được ban hành, chúng tôi xin lựa chọn giới thiệu tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý như sau. Thứ nhất là giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 là một trong những nội dung quan trọng tại nghị quyết số 406 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo đó, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 với trường hợp người nộp thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019, tuy nhiên không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021 cũng theo nghị quyết, giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh, tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch và sản phẩm và dịch vụ xuất bản, dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác nghệ thuật giải trí, dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng như sau: các doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, quy định tại điều khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng. Thứ hai, về nội dung bộ chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 88 hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây. Một, các chứng từ theo thông tư này bao gồm phiếu thu mẫu số 01TT, phiếu chi mẫu số 02TT, phiếu nhập kho mẫu số 03 VT, phiếu xuất kho mẫu số 04 VT, bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động mẫu số 05 LDTL. Các chứng từ quy định theo pháp luật khác gồm hóa đơn, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, giấy báo nợ, giấy báo có của ngân hàng, ủy nhiệm chi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tiếp theo là nội dung thứ ba, thêm hai chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2023. Cụ thể, theo thông tư số 06-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thu nộp quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ bổ sung thêm hai chi phí mới khi lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cụ thể, một đó là chi phí nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,022% giá trị trúng thầu, tối đa là 2,2 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Và thứ hai là với gói thầu chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt thì chi phí nhà thầu trúng thầu được tính theo giá trị trúng thầu của mỗi phần hoặc lô riêng biệt. Hai là chi phí sử dụng hợp đồng điện tử được tính bằng 0,022% giá trị hợp đồng, tối đa là 2,2 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Kinh doanh và pháp luật ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www kinhdoanhvaphapluat com Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ thổi bùng đam mê lớn nâng tầm từng khát vọng chấp cánh những ước mơ tổng công ty khí việt nam tv mang nguồn nhiên liệu sạch hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia đảm bảo an ninh lương thực an ninh năng lượng cho nước nhà góp phần đưa việt nam vươn ra thế giới hướng tới tương lai tổng công ty khí việt nam pv gas năng lượng khơi nguồn đổi mới